Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sassuolo và câu lạc bộ AC Milan. Đây là trận đấu thuộc vòng 4 giải vô địch quốc gia Italia Serie A. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 23:30 ngày 30 tháng 8 và các cầu thủ Sassuolo sẽ tiếp đón Milan trên sân nhà ở trận này. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội khách Milan mới là những người đến giá cửa trên và sẽ chấp chủ nhà Sassuolo với mức kèo là 1 trái, mức kèo hãy tăng 1,25 và hạ xuống còn 0,75. Mức tài xỉu trận này là 3 trái, 3,25 và 2,75, tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này, một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Sơ Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và các bạn ấn vào đường link màu xanh đó và ấn vào chữ đăng ký là xong. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này nha. 5 lần gặp nhau gần đây nhất của Sassuolo và Milan thì Sassuolo thắng 2 và thua 3 trước Milan. 5 trận thi đấu gần nhất của Sassuolo thì Sassuolo thắng 2, hòa 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Milan thắng 4, hòa 1. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn của đội khách Milan chấp 1 trái hoặc là 0,75 ở trận đấu này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thể lực cũng như là chiều sâu đội hình ở hiện tại. Mặc dù trận đấu này AC Milan phải đá trên sân của Sassuolo, tuy nhiên thì AC Milan vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Sassuolo về mọi mặt. Thứ hai là thì xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu thì ở hiện tại AC Milan họ cũng đang khá là vượt trội hơn so với Sassuolo. Và trận đấu này mình thấy nó cũng nhà cái đưa ra kèo cũng không mấy thực sự là hợp lý cho lắm, khi mà Sassuolo hiện tại cũng là đội bóng có thực lực mà có điểm tựa sân nhà nữa, phong độ thời gian đây cũng khá là ổn định. 5 lần chạm trán với AC Milan thì Sassuolo cũng thắng được 2 trận. Tuy nhiên thì trận đấu này Sassuolo được chấp đến 1 trái thì mình nghĩ nhiều khả năng đây cũng có thể là cái mức kèo gà để cho bạn đổ mà nằm Sassuolo quá nhiều cũng không chừng nữa. Tuy nhiên thì nếu mà xét ra ở 10 lần gặp nhau lại nhất của hai đội thì những lần mà Milan đến làm khách trên sân của Sassuolo thì đa phần là Milan đều có chiến thắng mang về. Và mình thấy là với phong độ cũng đang rất là tốt thời gian này cộng với đội hình cực kỳ mạnh thì có thể là trận đấu này một lần nữa Milan họ sẽ vượt qua được Sassuolo. Nếu như trận đấu này mà Milan mà có thắng tối thiểu Sassuolo thôi thì chúng ta cũng quệ kèo chứ không thua đâu. Tuy nhiên thì mình nghĩ là tiếp đà thăng hoa trận đấu này một lần nữa Milan họ sẽ đá vào được Sassuolo với cái việc là từ 2 bàn trở lên. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội khách Milan chấp 1 trái, mình nghĩ sẽ rất là sáng cho bạn. Mức tài xỉu trận này là 3 trái, 3,25 và 2,75. Thì Sassuolo họ cũng không phải là một đội bóng yếu và hiện tại thì họ cũng đang có phong độ rất ổn định. Mình đi đón trận này có thể là nhiều khả năng Sassuolo họ cũng sẽ có bàn thắng nữa, có thể trận đấu này một lần nữa sẽ có từ 3 bàn trở lên. Đi đón sẽ có tỷ số là 3-0 hoặc 3-1 nghiêng về cho Milan. Cho nên là trận đấu này các bạn hay là đá nhẹ tại 3 và đợi tại hạ dưới 3 thì vào mạnh. Ở mức hiệp 1 hay mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu 1,25. Thì giờ hiệp 1 có thể là với đội hình tốt cộng với phong độ ổn định thì Milan sẽ có bàn thắng dẫn trước. Vì đó hiệp 1 sẽ có tỷ số là 1-0 hoặc là 2-0 nghiêng về cho Milan. Hiệp 1 các bạn đá Milan chấp 0,5 và đợi tại hạ tầm 1 trái hoặc dưới 1 thì vào. Và tấm là trận đấu chốt kèo là chọn của đội khách Milan và đá tài ai một cũng vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.